thầy về sức khỏe. Hôm nay em tới đây học tại thuộc cái tên là STEM. Hôm nay em đến đây vừa với công việc của mình. Quay để tôi thay cho một bài về chuyện là đối với của em với đề tài đó là khách sạn là dụng phòng em không có hỏi. Phía trong em định là thầy này đó là công tác của em nằm ở quyền phí. Có thể em tới đặc biệt đó là các khu các kinh tế các công thông về có địa hình về địa lý địa với tờ với tổng cộng những cái dài nên công trình của em trước nữa để phân xét theo từng bờ biển để tận dụng tối đa view biển để tự nhiên mang công nhân lại cho nó về cái tổng tiết của em đó là khi mà em đến khu đất để nhập tình trạng về bản này để cho em biết được em sử dụng những con sống không vô vào đế vô đế để lên cái chỗ mặt bằng về để có sống có đế tự nhiên sẽ phát hải sản về cái mặt bằng tổng thể các khối bông nilo vì thế các bộ phim của bộ đó là cái hải sản về được bao trọn bởi con sóng chính là có các sản tính về có dịch vụ thế ở đây chính là có mọi vị về có các sản tính của em là gồm bảy tầng về một tầng tầng hầm trong đó tầng một tầng hai về các khối dịch vụ ăn uống nhà hàng tầng 3-4 tầng 6 về các khối nhà hàng sẽ gồm 72 phòng. Còn tài sản chính thì khách có thể check in bút ký về có thể chờ đợi ở các khu vực bố trí trong khách sạn về ở trong khách sạn có thể nhìn view cả toàn cả khi ra khách sạn du khách có thể được đi đến bất kỳ nơi nào trong khu đất bằng xe điện đưa đón về đến có dịch vụ thì có dịch vụ gồm cái là tầng một là các khu dịch vụ giải trí nào là karaoke, DJ, gym, yoga. Tầng hai ở đây là các khối salon và các phòng khách massage riêng tư. Tầng ba ở đây chính là không gian có biểu tượng để phụ tiếp cho khối công ty lâu về tiền thực tế. Về cái khối mục tiêu của em đó là đối với VLA tầng VLA 2.1 của em cũng sẽ dựa trên mô tưng của Bung VLA về tiêu mô tưng là thứ hai khối sĩ là tương ứng với VLA 2.1 B khối sĩ tương ứng với VLA B.1 về cảnh này của em là với địa hình với độ thấp cao bằng 10 mét nên em sử dụng nên em lấy được là từ ruộng bọc hen nên tạo nên cái độ giật cắt như thế này và tạo những cái có đường từ một xung quanh để du khách có thể đi xung quanh tới các khu vực bơi hoặc là tới sảnh sảnh chính. Còn về nội thất của em là em đưa thiết kế một cái lô vào để khai triển mọi nội thất thì sử dụng những hoặc liệu cơ nhẹ thì có tại cho đó để đưa về không gian để có thể có một được không gian về có thể tách biệt khỏi cái bên ở khu vực vườn này. Nói tóm lại là thắc mắc nhất ở cái bài này của em đó là công trình này vừa phục vụ cho du khách cũng chính là làm các chủ đề kinh tế ở nơi có thể kinh tế các kiểu như thế này để đặt khu phát động không không đồng thời chỉ là điểm nhóm tạo nên điểm nhóm đặc biệt cho cảnh quan tại khu này và đến đây bài chủ đề kinh tế để mong thầy cô cho em những câu hỏi để phòng bài kinh tế.
đi đoạn Sơn Thảo Tốt Nghiệp, đề tài khách sạn nghỉ dưỡng Hồ Nam Vân Phong Khánh Hòa, sinh viên Võ Ngọc Đại, khối lượng kiến trúc 80%, cảnh quan 80%, nội thất 10%. Nhận xét quả, sinh viên trình bày giải pháp chống nóng, tránh nắng ở hướng Tây. Sinh viên trình bày các giải pháp bố trí không gian mở trồng cây ở mỗi tầng. Sinh viên trình bày giải pháp vật liệu và kết cấu của các bungalow. Mặt bằng tổng thể, các sân bãi và đậu xe chưa đáp ứng được quy mô phòng ốc khách sạn. Hình thức kiến trúc khối khách sạn cần được nghiên cứu thêm. Chưa thấy đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng. Mặt bằng khối cũ chưa khai thác tối đa phòng hướng biển. Chất lượng hồ sơ thiết kế mặt đứng thể hiện sơ sài, thiếu ghi chú kích thước và trục cột. Hồ sơ thiết kế khác, đồ án chỉ có một mặt cắt tỷ lệ 1/200. Đấy, mời em. Thank you.
tính thì gần như là gãy khó, không chịu nghiên cứu gì hết. Tụi bé muốn nghiên cứu cái dịch cập, dịch bật thì thôi, chứ còn cái mặt tính nó như thế nào, cái gì nghiên cứu đó, cái nghiên cứu mà đến cái đạo đó. Em có xíu gì dịch bật em suy nghĩ gì không nha? Thì thầy thấy là bây giờ phải giải quyết cái công việc sinh cái phần này, sau này giải quyết khó vệ sinh, khu vệ sinh thì sao? Thì mặt cắt cứ vẽ, thầy nói thầy quả sâu quá không được. Nhưng mà thầy phải nói cái này và mình thầy biết là làm sao có thể có những sinh viên như công việc tạo hình á thì khuyến khích. Nhưng mà phải tạo được một cái ép kết không gian thì mình cũng không cái đó. Ví dụ ráng ép kết các cái ghế của anh cô nó đi mua mi ra của em á, thật ra là không gian nó không đẹp. Rồi em từ em đánh giá nhìn thấy cái phòng ngủ của em có đẹp không với cái cách mình thức cái đó, nhưng mà mình cố gắng. Nhưng mà cái đẹp nó chỉ ở bên ngoài, bố cái chăn thu lượng phòng ngủ của mình, thu lượng không gian nhà này, không gian sẵn cái ba cái gì vậy. Thật ra là tạo hình là các thầy là khuyến khích, sáng tạo là các thầy khuyến khích, nhưng mà phải sáng tạo sao để cho không phải là mình chạy theo hình thức, mình sáng tạo thêm cái không gian, không gian đẹp thì mọi chỉ khó làm việc có nhiều cố gắng chỉ 7/7